Trong thế giới động vật, có muôn vàn loài vật với biết bao đặc tính khác nhau. Có những loài động vật có tốc độ nhanh nhẩu, năng động như thỏ, cáo, hổ, sư tử. Nhưng có những loài vật dường như chẳng mang đến những cuộc săn đuổi được bắt thường thấy ở các loài vật. Chúng di chuyển chậm chạp, ù lì, đôi khi chả buồn đi tìm thức ăn. Thế những con lười biếng chậm chạp ấy là ai? Hãy cùng Bí ẩn Kinh Hoàng điểm danh 10 loài vật lười biếng nhất thế giới nhé! Mười, quái vật kỳ lạ. Đầu tiên trong danh sách 10 loài vật lười biếng nhất thế giới là một loài thằn lằn độc với tên gọi quái vật kỳ lạ. Kỳ lạ là một loài vật có nguồn gốc từ nước Mỹ, có độ dài khoảng 60 cm. Thân hình của nó được bao bọc bởi một lớp vảy nổi lên từng hạt tròn, có những mảng đen trắng hay đen cam xen kẽ nhau. Quái vật kỳ lạ dành phần lớn thời gian để sống dưới lòng đất. Nó di chuyển khá chậm chạp nên dường như con người chẳng quan ngại lắm đến nọc độc của nó. Mặt khác, nó thường hiếm khi ra ngoài kiếm ăn bởi nó đã tích lũy năng lượng chiếm tới 1/3 trọng lượng cơ thể. Vị trí thứ 9 trong danh sách này là chim dễ gà Mỹ. Chim dễ gà Mỹ là một loài chim màu nâu da bò, có mỏ dài giúp chúng có thể ăn được những thức ăn dưới bùn hay dưới nước, thường sinh sống ở nơi có khí hậu ôn đới hoặc lạnh. Khả năng đặc biệt của chúng là có thể biết ngụy trang để ăn nấp và có thể biết lội. Tuy là một loài chim di cư, nhưng tốc độ của nó có lẽ là chậm chạp nhất trong các loài chim, chỉ khoảng 7,9 km/h. Cá ngựa. Chẳng hiểu sao loài cá này lại có tên là cá ngựa nhỉ? Chẳng thấy có nhiều sự tương đồng mấy với thân hình một con ngựa. Và dĩ nhiên, tốc độ của nó còn thua xa một con ngựa đang đi. Người ta ghi nhận được tốc độ cao nhất của nó là khoảng 0,04 cm mỗi giây. Và nó chỉ có một hướng là đi thẳng. Và cách sinh sản của loài này rất lạ. Đó chính là con đực sẽ là con mang thai và sinh sản, chứ không phải là giống cái như bao loài khác. Như vậy cho ta thấy cá ngựa rất lười di chuyển, cũng như không điều chỉnh nhiều hướng đi, xứng đáng là một trong những loài vật lười biếng nhất thế giới. Bảy, gấu koala. Gấu koala là một loại gấu túi có thân hình không to lớn như các loài gấu khác, rất đặc trưng ở nước Úc. Đây là một loài vật khá dễ thương. Đặc biệt, những con gấu koala mẹ hay mang con mình trong túi da trước bụng lại càng đáng yêu hơn. Thế nhưng, những con vật này đang trên bờ tuyệt chủng. Gấu koala có khả năng di chuyển cũng khá nhanh, nhưng nó cũng rất lười di chuyển. Nó thường ngủ hoặc bám suốt trên cây. Phải chăng thức ăn của nó là các loài thực vật, nên nó cũng chỉ cần trên cây là có thể no bụng rồi. Sáu, sóc. Ơ kìa, loài vật nổi tiếng nhanh nhạy này sao lại nằm trong top những loài vật lười biếng nhất thế giới nhỉ? Bởi vì sóc tuy nhanh nhạy, nhảy khắp nơi, khó có thể bắt được nó, nhưng nó có sở thích ngủ, lại hay ạn những loại hạt có nhiều chất béo và đạm nữa. Chúng ngủ nhiều sau khi kiếm đủ thức ăn. Chúng thường ngủ ở những hang hoặc hốc cây có lót lá hoặc lông thú hay những thứ mềm mà chúng nhặt được. Năm, lợn biển. Lợn biển là một loài sinh vật có thân hình tròn quay, béo ú. Thân hình của nó có thể dài hơn 4 mét và nặng hơn nửa tấn.
Chúng bơi chủ yếu bằng bốn chân và có hình dạng như mái chèo. Nhưng có lẽ vì chân chúng khá nhỏ so với thân hình đồ sộ nên chúng bơi khá chậm, trung bình khoảng 180cm mỗi giây. Đã thế, chúng cũng rất lười, chả buồn dùng chân để bơi, mà chọn những vũng nước ít sâu để nương theo. Nhìn chúng đang trôi lững lờ theo dòng nước như những chiếc phao ấy. 4. Rùa khổng lồ. Tiếp theo trong danh sách 10 loài vật lười biếng nhất thế giới là một loài rùa có kích thước vô cùng to lớn, có chiều dài khoảng 1,3 mét và nặng tầm 300kg, có tuổi thọ lên tới 100 năm. There he goes. Vốn dĩ, những loài rùa đã chậm chạp, nay vì thân hình to lớn nên loài rùa khổng lồ này còn chậm chạp hơn. Chúng càng lười di chuyển hơn, vì khi di chuyển, chúng phải dùng nhiều năng lượng và phải đi rất lâu mới được một quãng đường dài, bởi tốc độ của nó nhanh nhất cũng chỉ khoảng 280m một giờ mà thôi. 3. Con cu li. Cu li là một loài vật có bề ngoài nhỏ nhắn và đặc biệt. Đôi mắt nâu của nó to tròn như một trái banh tennis, chiếm diện tích phần lớn khuôn mặt, và bàn tay của nó có ngón và dài, gần giống như tay của chúng ta, để chúng có thể dễ dàng bắt sâu bọ và cầm trái cây. Loài vật này chỉ hoạt động kiếm ăn về đêm, còn ban ngày dường như chúng chỉ thích ngủ cuộn tròn mà chẳng biết chán, bởi mắt quá to nên ánh sáng có thể gây hại đến mắt của chúng. 2. Sao biển. Hiện nay có hơn 2.000 loài sao biển với các hình dạng và màu sắc khác nhau. Sao biển tuy có kích thước khá nhỏ và nhẹ nhưng nó cũng chẳng buồn di chuyển đâu. Thường thì sao biển nhờ vào lực nước ở biển mà trôi theo. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho nó di chuyển rồi, bởi nó chỉ có thể đi với tốc độ 0,168 km/h, thật ra rất chậm. 1. Con lười. Buddy, it's nice to see you. Và cuối cùng là một loài vật chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy là một loài vật lười biếng nhất thế giới rồi, chẳng ai khác ngoài con lười. Loài vật này thường thấy ở khu vực rừng rậm Nam Mỹ hay những khu vực có giống cây Cecropia latitinoba mọc. Bộ lông của con lười trông rất ngộ, nó dài và bền lại thành từng nhúm. Sở dĩ người ta nói nó là loài vật lười nhất thế giới bởi nó còn đi chậm hơn cả một con rùa, chỉ khoảng 3cm cho mỗi giây, mà nó cũng ít di chuyển nữa. Nó thường treo mình trên cây không động đậy hàng giờ liền, và đôi khi cả hàng tháng chúng mới kiếm ăn một lần, vì chúng không cần tiêu hao năng lượng. 3. Và đôi khi bạn sẽ thấy con lười có màu lông nâu nhạt xen lẫn với màu xanh, nhưng màu xanh ấy không phải là màu lông của lười đâu, mà là do bị rêu bám. Qua danh sách trên, hẳn bạn đã biết được những loài vật lười biếng nhất thế giới rồi phải không? Thế giới tự nhiên quả có nhiều điều thú vị và cũng rất hài hước đôi khi chúng ta chưa biết được. Bạn ấn tượng với con vật nào nhất? Hãy chia sẻ với bí ẩn kinh hoàng nào. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé!